Nam em tuyên bố dừng livestream sau khi bị Sở Thông tin Truyền thông gọi tên, chờ ngày Phương Hằng ra tù sẽ trở lại. Đình chiến, đình chiến. Đợi ngày 1 tháng 3 cô Hằng lên phiên tòa tiếp theo rồi nói chuyện, giờ tao xin phép đình chiến nha. Vậy là sau nhiều ngày liên tục livestream quậy nát mạng xã hội, nam em chính thức bị Sở Thông tin Truyền thông sờ gáy vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực của mình. Chưa biết cô nàng sẽ phải đối mặt với hình phạt ra sao, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn đang rất ủng hộ việc xử lý nam em của Sở. Dự đoán mức phạt mà cô gái này phải trả là 30 triệu đồng vì đã lợi dụng mạng xã hội để phục vụ cho những lợi ích cá nhân. Giờ ủng tờ ở tù cũng quan trọng nữa. Người ta không chọc vô ô kiến lửa nữa. Phút 90, nam em tuyên bố dừng việc livestream để chờ ngày bà Nguyễn Phương Hằng trở về, hứa hẹn sẽ cùng bà Hằng đưa hết mọi sự thật về mặt trái của showbiz ra ánh sáng. Liệu những chuỗi ngày livestream ngông cuồng của nam em và chồng sắp cưới có thật sự dừng lại? Các bạn dự đoán thế nào về sự kiện lần này? Hãy để lại chia sẻ cho mình điều biết với nhé. Đình chiến, đình chiến. Đợi ngày 1 tháng 3 rồi nói chuyện tiếp. Thank you Phương. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.